Rồi, mình xin chào các bạn. Đây, bạn gái này đã mua chiếc Honda AB bên cửa hàng Mai Duyên của mình. Bạn là cháu của đây anh trai này là ở bên Mỹ, ảnh về Việt Nam. Thì tính xác là ở Sóc Trăng mình luôn á, anh ở được mấy chục ngày á, ăn Tết cổ truyền ở Việt Nam. Rồi sau đó anh sẽ lại qua Mỹ. Hôm nay anh dẫn cháu đến đây để mua xe nè. Thì đây là chiếc Honda AB 160. Nó đang có mặt ở trong cửa hàng xe Mai Duyên nè các bạn. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Lương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Giá của nó vẫn sẽ là 57.500.000 là trong phiên bản màu xanh xám đen đặc biệt này. Phiên bản này là tất nhiên rồi, nó sẽ có hệ thống phanh ABS ở phía trước. Đúng cái màu mà mình đang sử dụng luôn nè các bạn. Cái màu này bây giờ nhìn lại nó đẹp các bạn ha. Ra ngoài nhìn thấy cái màu xanh này nó rất là đặc biệt. Đúng tên đặc biệt luôn. Đặc rất là đẹp. 160. Thì giá xe là mình luôn cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã có sẵn VAT. Chỉ còn là biển số thôi nha các bạn. Chỉ còn là biển số thôi. Mà các bạn xem phía trước cửa hàng bên mình. Không ra là ngày nào cũng đông như thế này các bạn. Về phía biển số để mình cho các bạn xem tham khảo. Ví dụ như là anh trai này á, ảnh sẽ làm giấy tờ ở Sóc Trăng mình, giấy tỉnh luôn ha. Thì phí biển số nó sẽ là, mình chờ mình xíu nha. Đây rồi, giấy tỉnh nó sẽ ra là khoảng 4 triệu 4 triệu mốt, ở tầm đó ha, tầm khoảng 4 triệu 4 triệu mốt đó các bạn, là giấy tỉnh. Còn nếu mà giấy huyện á, nó tầm khoảng là 1 triệu 8, thị xã là tầm khoảng 2 triệu 6. Mình nhắc lại nha, giá sẽ là 57.500.000 trong phiên bản này. Còn phiên bản màu đen, màu đỏ, màu xanh á, thì nó rẻ hơn 1 triệu so với màu này nha. Hôm nay bên mình có tặng bia nè các bạn. Tặng một thùng bia nè. Đây à. À, có nhiều bạn hay hỏi mình đó, tại sao mà anh Khải ơi em đậu tại chỗ em đề lên á, sao mà nó rung ghê quá. Thì xe tay ga nào cũng vậy nha. Nếu mà các bạn dựng chống đứng thế này mà đề lên á, nó sẽ rất là rung. Nó rung mà nhiều khi mà rung mà nghe cạch 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 luôn á. Là lý do là nó là do cái này. Cái bộ liên hợp khô này ha, nó làm cho rung thôi. Nhưng mà khi các bạn đá chân chống xuống là nó bình thường trở lại nha. Nó rất là bình thường, nó rất là bình thường của chiếc xe tay ga luôn á. Thậm chí là SH nè, D-Shift nó cũng vậy luôn. D-Shift 2011 của mình là mẫu D-Shift Thái, nó cũng vậy luôn. Nó là đặc trưng của xe tay ga nha các bạn. Phiên bản này á, thì phối với cái yên màu nâu. Màu nâu nè. Rồi ok ha. Các bạn mình xem đèn nha. Đấy, đèn xi nhan nè. Pha luôn ha. Cót nè, pha nè. Chắc tại vì mình đang sử dụng cái màu này cho nên là mình thấy cái màu này bây giờ nó đẹp đó các bạn. Thực sự là thế luôn, bây giờ nhìn lại nó đẹp, cái màu này nó đẹp. Tem nè. Ha. Tắt đi em. Mở đi. Đây là quà tặng của bên mình nha. Cốp rất là to. Cái này là hai nón bảo hiểm nè, áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa. Và trong dịp Tết này còn được tặng thêm một thùng bia nữa nè các bạn. Một thùng bia. Cốp có đèn soi cốp nè. Đây là cổng sạc. Rồi ok em. Tay nắm nè. Động cơ này là 160 phân khối. Nó cho công suất là 16 mã lực. Gần 16 mã lực nha các bạn. Nói chung là xác xe chỉ có 114kg thôi, cho nên là nó sẽ rất là gọn, nhẹ và nó cho gia tốc, cho cái moment tốt các bạn. Đây rồi. Mình thay mặt cửa hàng cảm ơn anh trai đã từ Mỹ cũng như là các bé ở đây đã đến tặng cửa hàng mình để ủng hộ xe ha. Đang chụp hình lưu niệm nữa các bạn. Sẵn rồi mình sẽ có clip này để cho anh trai cũng như là các bé làm kỷ niệm luôn trong video này. Rồi ok. Cảm ơn con gái rất nhiều. Còn đây là bạn Diệu nha, nhân viên của mình sẽ lau chùi xe cho khách. Đây là bạn Diệu. Đó. Bạn này là bây giờ được nhiều bạn biết đến lắm rồi đó. Khách hàng nào cũng đến kiếm anh Diệu hết.
Lần trước cũng có một vị khách đến đây và khen bạn với bạn Tuấn rất là nhiều. Đây là bạn Tuấn. Đó, bạn Tuấn nè. Anh trai hình như là cũng từ Đức về á. Ảnh ghé mình mua chút BCS. Rồi ảnh thích quá chừng luôn. Anh nói là hai bạn này làm xe rất là tận tâm ha. Đây là những thùng bia chuẩn bị về với những vị khách của ngày hôm nay. Hôm nay đã là 28 Tết rồi. Bên mình sẽ bán đến tận 30 Tết các bạn. 30 Tết luôn nha. Và sẽ khai trương vào ngày mùng 4 Tết. Mùng 4 Tết. Đây, bạn Diệu sẽ dẫn xe ra để giao khách luôn nha các bạn. Bên mình sẽ hướng dẫn khách chạy qua bên hết. Biết sao không? Tại còn quay số trúng thưởng nữa. Mình chúc cả nhà may mắn sẽ trúng thêm một chiếc xe nữa. Ăn Tết cho hoành tráng luôn. Cũng như là anh trai sẽ có một kỷ niệm thật là đẹp khi mà về quê hương Việt Nam, mà cụ thể là ở Sóc Trăng mình ăn Tết cổ truyền ha, và sẽ có một cái kỷ niệm thật là đẹp luôn ha. Và với video này, hy vọng anh cũng sẽ có thêm một cái kỷ niệm nữa ở ngay tại cửa hàng Mai Duyên bên mình. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đây, tuyến đường Triệu Nương những ngày Tết cực kỳ đông vui và nhộn nhịp, không khí Tết đã ùa về khắp nơi ha. Đây nè các bạn, ở ngay trung tâm chợ Mỹ Xuyên. Rồi, mình sẽ chia tay hai bạn gái như là anh trai ở đây. Và cũng sẽ kết thúc video ở chỗ này luôn nha các bạn. Xin chào các bạn nha.